Hello thầy, hôm nay sẽ có một nhân vật xuất hiện để chúc mừng sinh nhật thầy. Dạ thưa anh Châu, hôm nay ngày lành tháng tốt là ngày mà anh được cất tiếng khóc chào đời. Em cảm thấy là mình phải làm một cái điều gì đó cho anh. Tại vì dù gì thì em với anh cũng sắp kết hôn. Em làm thiệp rồi đó. Mà em không có món quà gì để em tặng cho anh hết. Em sẽ hát cho anh một bài hát mừng sinh nhật rất là vui tươi. Bài hát được mang tên Sinh nhật buồn. Happy birthday to you, to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tao bạn mẹ. Happy birthday. Birthday to you. Happy birthday to you. Anh ơi, có mấy bạn này cũng muốn chúc mừng sinh nhật anh nữa nè. Anh ơi, có mấy đại ơi, có mấy bạn. Two, happy birthday. Thank you so much. Đó, thầy có người nước ngoài chúc mừng sinh nhật thầy luôn á. Luôn chơi anh gì. Thầy em chúc anh năm một tuổi mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc với em. Happy birthday anh. Tắt đi.